Xin kính chào cô bác đang theo dõi kênh Sống An Lạc. Như cô bác đã biết, rau xanh là một trong những loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, có thể giúp cô bác giữ dáng, đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa. Từ đó, có thể kéo dài tuổi thọ cho cô bác. Vậy nên, chắc chắn trong bữa ăn hàng ngày, nhà cô bác nào ở đây cũng đều có ít nhất một món rau, có phải không ạ? Mặc dù rau xanh rất tốt, tuy nhiên vẫn có những loại rau vô cùng độc hại đấy cô bác. Cô bác ăn vào chẳng những không béo bổ gì mà ngược lại còn tự rước thêm bệnh tật vào người nữa. Đặc biệt, những loại rau cực độc này lại là món ưa thích của nhiều cô bác. Trong video ngày hôm nay, Sống An Lạc sẽ cảnh báo 4 loại rau ăn vào phá gan hại thận, thậm chí còn khiến cô bác mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. Xin mời cô bác theo dõi để bỏ ngay lập tức, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình mình cô bác nhé. Thứ nhất, rau để qua đêm chứa chất gây ung thư cực nguy hiểm. Cô bác biết đấy, cơm không rau như đau không thuốc, vì vậy trong mâm cơm gia đình chắc chắn hầu hết cô bác ở đây đều chu đáo nấu ít nhất là một đĩa rau, phần vì nhiều vitamin và chất xơ, phần vì ăn rau sẽ khiến cho cô bác đỡ chán khi ăn các món chiên dầu đúng không ạ? Đúng là việc làm này rất là tốt cho sức khỏe của cô bác, thế nhưng tôi biết một số cô bác ở đây còn giữ thói quen tiết kiệm. Nếu cô bác ăn không hết thì cô bác sẽ giữ lại cho bữa ăn của ngày hôm sau có phải không? Tuy nhiên, thói quen này cực kỳ tai hại đó cô bác. Bởi vì, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, các loại rau mà cô bác ăn thường ngày như súp lơ, rau cải thìa, bông cải xanh, củ cải, cà rốt, v.v. chứa nhiều nitrat đấy cô bác. Nếu như cô bác đem những loại rau này để qua đêm, sau đó hâm nóng lại thì sẽ tạo nên chất độc, giải phóng các đặc tính gây ra nguy cơ mắc bệnh ung thư cho cô bác. Tôi chắc chắn là nhiều cô bác ở đây sẽ không ngờ đến, rau cải bó xôi được rất nhiều cô bác ưa thích lại là loại rau nguy hiểm nhất. Có thể là cô bác chưa biết đó thôi, loại rau này chứa lượng sắt cao, do đó việc đun và hâm nóng có thể là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, bao gồm bệnh vô sinh và ung thư đấy cô bác. Vậy nên, tốt nhất là cô bác đừng nên tiết kiệm làm gì, ăn không hết thì bỏ đi, kẻo tự hại cho sức khỏe của mình nhé. Hơn nữa, nếu cô bác thấy lãng phí thì tôi khuyên lúc nấu cô bác nên ước chừng vừa đủ cho gia đình mình ăn hoặc nấu ít hơn một chút so với mọi lần mà cô bác thường nấu là được cô bác nhé. Thứ hai, dưa chua, loại rau được WHO xếp vào danh sách đen gây ung thư. Tôi chắc chắn rằng nhà cô bác nào ở đây cũng đã từng ăn dưa chua. Thậm chí với nhiều cô bác nghiện món này thì trong gian bếp lúc nào cũng muối sẵn một hộp. Quả thật, phải công nhận với cô bác là vị đặc trưng vừa chua vừa giòn chấm với nước mắm cốt thì ăn rất là đưa cơm đúng không ạ? Thế nhưng, dù ngon tới đâu thì cô bác cũng nên hạn chế ăn dưa muối cô bác nhé. Bởi lẽ WHO cho biết đã có nghiên cứu khẳng định dưa chua mà cô bác vẫn thường ăn mỗi ngày có nguy cơ gây ung thư rất là cao. Cụ thể, cô bác có thể hiểu rằng khi cô bác ăn càng nhiều dưa chua thì việc tăng tính axit bên trong dạ dày của cô bác là rất cao. Từ đó, nếu cô bác thường xuyên ăn mỗi ngày sẽ dẫn đến bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Lâu dần, vi khuẩn có hại sẽ hoạt động mạnh trong cơ thể của cô bác. Mà cô bác có biết không ạ, vi khuẩn này chính là nguyên nhân khiến cô bác mắc các căn bệnh ung thư nguy hiểm và thường gặp nhất là ung thư dạ dày cô bác nhé. Vậy nên, tôi khuyên cô bác rằng dù ngon miệng tới đâu thì cô bác vẫn cứ nên hạn chế, ăn càng ít càng tốt cho sức khỏe của cô bác. Hơn nữa, khi nào cô bác cảm thấy thèm quá thì lâu lâu, khoảng độ vài tháng mới ăn một lần thôi cô bác nhé. Loại rau củ tiếp theo khiến cô bác sức bệnh vào người đó là khoai tây mọc mầm. Tôi biết nhiều cô bác ở đây khéo tay hay làm thì không thể bỏ qua được các món khoai tây chiên, khoai tây nướng, có phải không ạ? Các món ăn này không chỉ dễ làm mà còn vừa tiết kiệm thời gian cho cô bác. Nhất là đối với nhà cô bác nào mà có con nhỏ thì cứ đem khoai tây cắt lát rồi bỏ vào nồi trên không dầu vài phút là có ngay một món ăn vặt mà các bé rất là yêu thích. Vậy nên nhiều cô bác ở đây cũng có thể đã biết thời gian sử dụng của khoai tây tương đối ngắn, nếu cô bác để lâu có thể sẽ mọc mầm. Thế nhưng thay vì vứt bỏ, cô bác vẫn lấy sử dụng như bình thường vì nghĩ rằng chỉ cần cắt bỏ đi phần mọc mầm là có thể ăn được. Tuy nhiên, việc làm này là cực kỳ nguy hiểm đấy cô bác nhé. Bởi vì trong khoai tây mọc mầm có một chất độc gọi là solanin.
Trong khi đó, solanin có thể gây ngộ độc chết người với lưu lượng 0,2 tới 0,4 gram trên 1 kg trọng lượng cơ thể đấy cô bác nhé. Điều này có nghĩa là nếu cô bác ăn 2 bát con khoai tây hầm đã mọc mầm thì nhẹ nhất cô bác vẫn sẽ bị ngộ độc cấp tính. Một số cô bác nếu ăn ít hơn hoặc đã bỏ đi phần mọc mầm trồi ra bên ngoài củ thì dù không dẫn đến ngộ độc nhưng vẫn có thể khiến lá gan của cô bác bị ảnh hưởng. Lâu dần, độc tố tích tụ trong gan sẽ hình thành nên các tế bào ung thư đấy cô bác. Vậy nên nếu cô bác thấy khoai tây mình mua về đã mọc mầm thì nên lập tức vứt bỏ. Trong trường hợp cô bác mua quá nhiều mà chúng đều có hiện tượng mọc mầm thì khi chế biến, cô bác nên cắt bỏ kỹ mầm của khoai tây nhé. Sau đó, đem cắt lát và ngâm với nước muối trong vòng 30 phút để các chất độc được đào thải ra bên ngoài cô bác nhé. Như vậy thì cô bác có thể yên tâm sử dụng bình thường. Và loại rau cuối cùng, cực kỳ độc hại nhưng lại là đặc sản mà nhiều cô bác thường hay ăn, đó chính là măng tươi. Tôi biết nhiều cô bác ở đây thường có thói quen mua măng tươi về hầm canh xương, bởi vì độ ngọt và thơm của măng khiến cho món ăn vô cùng hấp dẫn. Thậm chí trong nhiều bữa tiệc cỗ gia đình thì món canh này được xem là món chính không thể thiếu, có đúng không cô bác? Tuy nhiên cô bác nên lưu ý rằng trong măng tươi chứa rất nhiều cyanide. Mà cô bác biết không, đây là loại độc tố có khả năng gây ngộ độc khi cô bác ăn quá nhiều. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra đó là gây tử vong qua đường tiêu hóa đấy cô bác. Cụ thể hơn thì cô bác có thể hiểu như thế này ạ. Một số loại măng tươi chưa đủ độ chín để thu hoạch thì chúng chứa rất nhiều cyanide. Chất này khi vào cơ thể của cô bác dưới tác dụng của những enzyme ở hệ tiêu hóa sẽ lập tức biến thành acid cyanandrit cô bác nhé. Trong khi đó, chất này là một chất cực độc với cơ thể. Nguy hiểm đến mức nếu cô bác nặng khoảng 50kg thì cô bác chỉ cần ăn phải 50mg là có thể tử vong. Vậy nên nếu cô bác muốn ăn măng tươi thì cô bác phải chế biến thật kỹ, đặc biệt là măng rừng, cô bác mua về phải ngâm cẩn thận, ít nhất là 24 tiếng để loại bỏ đi chất độc thì mới có thể ăn được cô bác nhé. Cô bác thấy đấy, rau xanh vốn được coi là thực phẩm lành mạnh bậc nhất, tuy nhiên trong một vài trường hợp cũng có thể biến thành nguy cơ ung thư, khiến cô bác mắc bệnh gan thận nếu không biết sử dụng đúng cách. Vậy nên, để rau xanh phát huy đúng tác dụng, cô bác nên đảm bảo nguồn rau sạch, không có vi khuẩn gây bệnh và các hóa chất độc nguy hiểm. Đặc biệt, theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi chọn rau xanh sử dụng hàng ngày, cô bác nên ưu tiên mua 3 loại rau sau đây, bởi chúng được mệnh danh là loại rau trường thọ giúp cô bác kéo dài tuổi xuân của mình. Sau đó, xin mời cô bác tiếp tục theo dõi để bổ sung vào bữa ăn của gia đình mình những loại rau bổ dưỡng nhất và tốt cho sức khỏe nhất cô bác nhé. Loại rau đầu tiên có trong danh sách này đó là dòng biển. Chắc chắn nhiều cô bác ở đây sẽ phải công nhận với tôi một điều. Trước đây, cô bác thường quan niệm rằng ăn chỉ là để no, để sống, chứ ít khi quan tâm ăn sao để mang đến cho cơ thể nhiều lợi ích nhất. Thế nhưng giờ đây, khi cuộc sống hiện đại và phát triển hơn, cô bác đều quan tâm đến dinh dưỡng và sức khỏe của mình có phải không ạ? Đúng là vậy đấy cô bác, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn có thể giúp cô bác chữa bệnh, để khỏe mạnh và thậm chí là sống thọ hơn. Thế nhưng sẽ ít cô bác nào biết đến loại rau chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất, có phải không ạ? Vậy thì tôi cũng xin chia sẻ với cô bác, đó chính là rong biển. Nói về loại rau này thì cô bác sẽ nghĩ rằng rong biển hiếm lắm, đắt lắm. Thế nhưng chỉ cần cô bác vào siêu thị thì lúc nào cũng có sẵn cô bác nhé. Hơn nữa, loại rau biển này có giá thành cũng không cao hơn so với các loại rau bình thường là bao đâu cô bác. Trong khi đó, lợi ích mà chúng mang lại sẽ khiến cho cô bác phải bất ngờ cho mà xem. Cô bác có biết không, song tảo là loại rau có giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là có chứa iốt cao, ít có rau nào sánh được. Hơn nữa, song tảo biển rất giàu protein thô, đường, hàm lượng canxi và dầu thực vật trong rau cao hơn nhiều lần so với cải bó xôi mà cô bác thường ăn mỗi ngày nữa đấy. Nhất là đối với cô bác nào ở đây bị bệnh cao huyết áp thì càng nên thường xuyên ăn rau này nhé. Bởi lẽ trong tảo biển có chứa sodium alginate, chất này có tác dụng lớn trong việc giúp cô bác hạ huyết áp, phòng chống bệnh bạch cầu và bệnh đau xương khớp nữa cô bác nhé. Tuy nhiên cô bác cũng không cần phải ngày nào cũng ăn đâu ạ. Thích hợp nhất là mỗi tuần cô bác ăn một bữa là đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của cô bác rồi nhé. Loại rau thứ hai vô cùng bổ dưỡng đó là nấm.
Tôi biết hầu hết cô bác ở đây thường ít khi mua nấm về nấu ăn, trừ khi cô bác nấu canh xương thì chỉ mua vài ba củ về nấu chung cho có vị đậm đà hơn thôi, có phải không ạ? Tuy nhiên, cô bác hãy tích cực ăn nấm thường xuyên cô bác nhé, bởi vì theo phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng, nấm là thực phẩm chứa đa dạng các chất dinh dưỡng, thơm ngon, được người xưa gọi là món ăn tiến vua đấy ạ. Cô bác biết không, ngay từ thời nhà Minh, hoàng đế Chu Nguyên Chương đã duy trì thói quen ăn nấm và cho rằng đây là thực phẩm trường thọ. Trong nấm vốn là một thực phẩm ích khí, có thể trừ phong, bổ huyết, lợi dạ dày của cô bác đó nhé. Hơn nữa, hôm nào trái gió trở trời, cô bác đau đầu, chóng mặt thì cô bác cũng có thể mua ngay về để nấu ăn. Chắc chắn là khi ăn xong, tối đi ngủ, cô bác sẽ thấy người nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng. Đặc biệt, các nghiên cứu hiện đại cũng đã chứng minh rằng nấm có thể giúp cho cơ thể của cô bác điều tiết chức năng miễn dịch, làm giảm khả năng gây ra các khối u và phòng chống ung thư cô bác nhé. Sau đó mỗi tuần, nếu có thời gian và điều kiện, cô bác nên ăn từ 2 đến 3 bữa có nấm, độ khoảng 300 g trên một người là phù hợp cô bác nhé. Cô bác thân mến, mỗi loại rau xanh đều mang đến những lợi ích khác nhau cho cơ thể của cô bác. Tuy nhiên, với 4 loại rau sau đây thì cô bác tuyệt đối không nên ăn để tránh rước bệnh vào người. Thứ nhất, rau để qua đêm chứa chất gây ung thư, cực kỳ nguy hiểm. Thứ hai, dưa chua, loại rau được WHO xếp vào danh sách đen gây ung thư. Loại rau củ tiếp theo khiến cô bác rước bệnh vào người đó là khoai tây mọc mầm. Và loại rau cuối cùng cực hại nhưng lại là đặc sản mà nhiều cô bác thường hay ăn đó chính là măng tươi. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ lạc quan, tránh suy nghĩ lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.